Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 18 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, đồng thời giải đáp nhiều ý kiến của cử tri. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và cho chủ trương triển khai một số dự án quan trọng. Đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu làm việc tại Hưng Yên. Tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp tại thị trấn Như Quỳnh, phục vụ dự án đô thị Đại An. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, tại hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Văn Giang trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri. Đây là những vấn đề thực tiễn, thiết thực, thể hiện những quan tâm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Với tinh thần dân chủ, cử tri huyện Văn Giang kiến nghị một số vấn đề như các chủ trương giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, quan tâm phát triển kinh tế vùng bãi sông Hồng, đặc biệt là các làng nghề hoa cây cảnh, xây dựng trạm bơm giã chiến cho hai xã Phụng Công và Xuân Quan tại khu vực giáp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Có cơ chế đặc thù để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, có chính sách hỗ trợ các loại cây trồng chưa có trong quy định của Nghị định số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2017, công tác quy hoạch phát triển và quản lý đô thị. Cử tri và nhân dân đánh giá cao, tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, để tiếp tục ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục có những chủ trương giải pháp hoàn thiện pháp luật để cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần tham nhũng và không muốn tham nhũng. Để khắc phục hậu quả cũng như để nhân dân yên tâm phần nào trên sản xuất phát triển kinh tế, thay mặt cử tri xã Phụng Công nói riêng và một số xã có vùng sản xuất ven sông Hồng nói chung, xin có một số kiến nghị đề xuất, đề nghị các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền đánh giá lại toàn bộ nhiệm vụ vùng bối chắn lũ cho khu sản xuất của các xã ven sông Hồng, trong đó có Phụng Công, thậm chí có cơ chế đặc thù để bảo vệ cho khu sản xuất có giá trị kinh tế cao như của Phụng Công. Đề nghị các cấp xây cho hai xã Phụng Công và Xuân Quan một trạm bơm giã chiến giáp xã Văn Đức để kịp thời bơm nước khi mưa lũ xảy ra, đảm bảo giữ gìn tài sản cho nhân dân. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các kiến nghị của cử tri huyện Văn Giang phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trả lời, làm rõ những nội dung vấn đề cụ thể cử tri huyện Văn Giang quan tâm phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương. Chia sẻ với ý kiến cử tri về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đây là một nhiệm vụ đặc biệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhấn mạnh mọi người dân phải có trách nhiệm đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra những vụ án người dân quan tâm, hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách pháp luật đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn, đảm bảo thực thi quyền lực nhà nước, đảm bảo quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của toàn xã hội. Tiếp tục để thực hiện cái hiệu quả công tác này thì chúng ta cũng tập trung một số những cái nhiệm vụ chủ yếu. Đấy, theo như cái quan tâm của cử tri thì chúng tôi cũng xin trao đổi. Cái thứ nhất là phải tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những cái khâu còn yếu, những cái việc đang làm dở. Đấy, nhất là chỉ đạo xử lý dứt điểm những cái hạn chế khó khăn, những vướng mắc trong các cái khâu mà xử lý các cái vụ việc tham nhũng, như là giám định tài sản, định giá tài sản, tương trợ tư pháp, truy bắt, dẫn độ đối tượng bỏ trốn, rồi thu hồi tài sản. Đấy. Có những cái giải pháp mạnh mẽ để không thể có tham nhũng vặt. Đấy, vừa rồi chúng ta cải cách thủ tục hành chính là giảm cái này rất nhiều, dân rất mừng. hạn chế cái tiếp xúc giữa cán bộ giải quyết thủ tục với người dân đi. Không có cái điều kiện để tham nhũng. Rồi tiếp tục sẽ phải đẩy nhanh các cái tiến độ xác minh điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực mà phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái thứ ba nữa là sẽ tập trung chỉ đạo mạnh, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong những các việc đó, để phát hiện ra những cái điều vô lý này, để phải tập trung xử lý. Cái thứ tư là nâng cao cái hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái việc này cũng rất quan trọng. Đấy, người ta cứ hiểu là cái tham nhũng tiêu cực này nó của ai ấy, nó ở đâu, nó ở trung ương, nó ngay sát cạnh bên mình ấy. Nó đập vào mắt mình hàng ngày hàng giờ, mà ai cũng phải có trách nhiệm vào việc đó. Chia sẻ với nhân dân trên địa bàn bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão Yagi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chính quyền và nhân dân địa phương đã chủ động nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả của bão Yagi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn người dân cần có ý thức giữ gìn môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, yêu cầu tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang phối hợp với huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội sớm khắc phục việc bơm tưới tiêu nước cho phù hợp. Đúng là chúng tôi cũng rất chia sẻ với các đồng chí và bà con cử tri về cái thiệt hại của cơn bão Yagi số 3 vừa qua đối với chúng ta. 30 năm rồi chúng ta mới gặp được những cơn bão. Đấy, nó kinh khủng như thế. Một số xã trên địa bàn Văn Giang chịu tác động mạnh cơn bão số 3. Toàn bộ cái vùng sản xuất hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng. Đấy, con số đúng là hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng mà tôi cũng đánh giá cao cái tinh thần đoàn kết của cấp ủy, chính quyền huyện đã nỗ lực khắc phục. Chúng tôi được biết là Ủy ban huyện Văn Giang cũng đã chủ động với nhiều những cái biện pháp để khắc phục các cái hậu quả và chủ động tích cực giải quyết những vấn đề này cũng rất là đáng hoan nghênh. Và bây giờ cũng còn những cái tồn tại. Đấy, tôi nói ví dụ như cái vấn đề bơm nước từ chỗ Phụng Công với Văn Đức của Gia Lâm. Đấy, cũng là đấy, xây cống ở bên này thì tiêu nước ở bên kia. Đấy, đang chờ đợi hy vọng là sửa luật tới đây thì những cái điều mà khúc mắc ý sẽ được giải quyết. Liên quan đến một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang và tỉnh Hưng Yên quyết tâm một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nắm bắt cơ hội, vượt mọi khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng là những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra sáng nay. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị nghe trình bày dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Đề cương đã bám sát nội dung báo cáo chính trị nghị quyết của Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh để đưa ra những nội dung chính cần kiểm điểm đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển và các nhiệm vụ giải pháp lớn. Đề cương đề ra 5 đột phá chiến lược, trong đó những đột phá chiến lược mới so với các nhiệm kỳ trước là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị cũng xem xét báo cáo chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng, trong đó dự án đường vành đai 3,5 trên địa bàn huyện Văn Lâm, Văn Giang với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, có tính kết nối với thủ đô Hà Nội và tạo động lực cho phát triển. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Quốc Toản, hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, phát triển hệ thống giao thông chiến lược, tiêu thoát nước phục vụ phát triển công nghiệp. Các huyện là chúng ta tập trung chỉ đạo hoàn thiện văn kiện của cấp mình và chỉ đạo cấp xã hoàn thiện văn kiện của cấp xã. Và trong đó cũng quan tâm đến các văn kiện khác và nhân sự đại hội cấp xã. Trong đó một vấn đề nữa quan trọng là tập trung để giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến nhân sự và đại hội đảng các cấp. Tập trung đẩy mạnh thực hiện là quản lý chặt chẽ cái tài sản công, tập trung giải phóng mặt bằng và tập trung triển khai các dự án. Ở đây các khâu như chúng ta có chủ trương rồi thì phải phê duyệt dự án và tổ chức đấu thầu và tổ chức triển khai ở thực địa. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt triển khai thời gian tới. Lãnh đạo chỉ đạo tập trung cụ thể hóa quy hoạch tỉnh theo quyết định 489. Rất nhiều các nhiệm vụ cần phải rà soát, điều chỉnh các chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, rồi điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng chung vùng huyện, các quy hoạch đô thị. Đấy, các đồ án, đề án phát triển đô thị ở cả cấp tỉnh cho đến cấp huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách chủ động, tích cực trong triển khai đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, có cái phương án về nhân sự phải chủ động thảo luận thống nhất sẵn trong cấp ủy để khi mà cái đề án của chúng ta được thông qua là chúng ta phê duyệt triển khai ngay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển cán bộ để chuẩn bị trước một bước cho công tác nhân sự nhiệm kỳ sau, quan tâm hỗ trợ phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân sau bão số 3, hoàn thiện các cơ chế chính sách, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, có kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện quy hoạch tỉnh. Chúng ta chưa bao giờ có một nguồn lực lớn như bây giờ để phục vụ cho đầu tư công. Đây là kết quả của những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo của nhiệm kỳ trước triển khai. Trách nhiệm của chúng ta rất là lớn, làm sao sử dụng cái đồng tiền cho nó có hiệu quả. Thế nhưng mà việc giải ngân chậm, triển khai chậm các dự án đầu tư công trong năm 2024 thì cũng là có phần trách nhiệm của chúng ta, để vốn không được sử dụng một cách kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả. Ở đây sự đọng vốn đấy là một sự kém hiệu quả, có rất nhiều các nguyên nhân dẫn đến cái việc triển khai đầu tư các cái dự án đầu tư công của chúng ta chậm, rồi giải ngân vốn đầu tư công thấp, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu nói về tinh thần thì các đồng chí cũng rất là cao đấy, thế nhưng mà trong thực tế cái hành động lãnh đạo chỉ đạo triển khai ấy, nó cũng có những cái vấn đề đấy, chậm trễ, rồi những vấn đề vướng mắc thì thiếu cái sự phối hợp theo chiều ngang giữa các địa phương, giữa các sở ngành, và theo chiều dọc là giữa các sở ngành với các địa phương trong giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc. Tôi nghĩ là từ nay đến cuối năm sẽ khó khăn cho giải phóng mặt bằng đối với dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bởi vì chúng ta bảng giá đất chúng ta chưa thể ban hành được. Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường trong tháng này trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái bảng giá đất để cho các địa phương căn cứ vào đấy phê duyệt cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với các dự án đã có mặt bằng rồi thì tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, phương tiện để thi công, để chúng ta giải ngân nhanh. Cho dù 20.000 tỷ là rất lớn, đấy, thế nhưng mà chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực. Hội nghị đã thông qua 7 nội dung được trình bày thảo luận và giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận về chủ trương đầu tư 5 dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 tới các đại biểu. Sáng nay, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã làm việc với tỉnh Hưng Yên. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Hưng Yên đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 230.000 người. Trung bình mỗi năm đào tạo trên 57.000 người. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 93%. Tạo việc làm mới cho khoảng 97.000 người. Tỉnh đã xác nhận trên 149.000 người có công là liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm và con của người nhiễm chất độc hóa học. Hàng năm tỉnh bố trí trên 75 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và trên 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để thực hiện quỹ đền ơn đáp nghĩa. Với trên 330.000 trẻ em, hàng năm tỉnh chi trên 10 tỷ đồng cho các em, trong đó nguồn từ vận động thông qua quỹ trẻ em là 8 tỷ đồng, còn lại từ nguồn ngân sách. Hiện trẻ em dưới 5 tuổi đạt tỷ lệ phổ cập mầm non đạt gần 100%, trẻ em tiểu học đạt 99% và học trung học cơ sở là trên 99%. 100% xã phường có điểm văn hóa, khu vui chơi cho trẻ. 100% trẻ em từ tiểu học đến trung học cơ sở được tỉnh hỗ trợ 30% bảo hiểm y tế. Tỉnh hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo. Hỗ trợ người già, cô đơn, người nghèo, người không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo. Đầu nhiệm kỳ là 2,52%, năm vừa rồi còn có 0,86%. Và năm 2014 này dự kiến là 0,66%. Và đến 2025 thì chắc chắn là dưới 0,5%. Về cái hỗ trợ người nghèo cô đơn ấy, người già không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo ấy, thì tỉnh quyết định là nuôi toàn bộ, nuôi trọn đời. Tức là bỏ sang chuyển sang bảo trợ xã hội đấy. Thế nó khoảng đối tượng hơn 2.000 người. Thì dùng các biện pháp khác để giảm nghèo. Cấp cho ngân hàng chính sách 352 tỷ. Để cái số tiền đó được hỗ trợ được những người nghèo và người cận nghèo vay vốn để có khả năng thoát nghèo và không bị xuống nghèo. Tỉnh Hưng Yên đề xuất Bộ Lao động những vấn đề như việc 218 liệt sĩ chưa được cấp bằng tổ quốc ghi công, hỗ trợ xây dựng điều chỉnh niên hạn điều dưỡng cho người có công, hỗ trợ xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công và cơ sở cai nghiện ma túy tại Hưng Yên và một số nội dung khác. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận biểu dương tỉnh Hưng Yên về công tác an sinh xã hội, lao động việc làm, chăm sóc người có công, đồng thời giao cho các cơ quan liên quan của Bộ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hưng Yên để giải quyết những nội dung còn vướng mắc, đồng thời đề nghị tỉnh Hưng Yên cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý về quan hệ lao động ở các doanh nghiệp đối với các tổ chức ngoài Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đối với người có công phải quan tâm mấy chuyện, rà soát ngay toàn bộ 218 trường hợp hồ sơ đang hưởng chính sách. Hôm nay tôi đề nghị công chí trước ngày 30 tháng 12 năm 2024, công chí rà soát xong cho tất cả những trường hợp này. Còn trường hợp nào còn lấn cấn thì lập hội đồng xem xét công khai minh bạch. Tôi đề nghị về quan tâm đến cái quan hệ lao động. Tôi nói các đồng chí kiểm tra lại, cho rà soát lại toàn bộ các quan hệ lao động ở các doanh nghiệp. Đặc biệt là những doanh nghiệp đang áp dụng chương trình Việc Làm Tốt Hơn, Better Work. Kiên quyết không để phát sinh những tổ chức đại diện hoạt động không hợp pháp. Quan tâm đến vấn đề phòng chống ma túy, vấn đề trẻ em, rồi kết nối cơ sở dữ liệu, liên thông cơ sở dữ liệu, số hóa toàn bộ hồ sơ. Trước đó, đầu giờ làm việc buổi sáng, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nhằm tạo điều kiện và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện Phù Cừ, nhà thầu đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Quán Đỏ. Đây là cụm công nghiệp lớn nhất huyện Phù Cừ với diện tích trên 65 ha, thuộc địa phận thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, nằm trước quốc lộ 38B. Cụm công nghiệp Quán Đỏ có tổng mức vốn đầu tư gần 840 tỷ đồng. Ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, các ngành công nghiệp nhẹ, công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng, các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Cụm công nghiệp Quán Đỏ sẽ có đầy đủ cơ sở hạ tầng như nhà điều hành, mạng lưới điện, hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống giao thông quanh cụm công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải. Hiện nhà thầu là công ty cổ phần Husky đang tập trung khoảng 30 đầu máy và nhiều công nhân, kỹ sư trên công trường, phấn đấu sẽ hoàn thành cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Quán Đỏ vào quý 1 năm 2025. Cùng với phát triển chăn nuôi gà bố mẹ, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ còn đầu tư xây dựng hệ thống ấp nở trứng gia cầm theo quy trình khép kín, qua đó cung cấp ra thị trường những con giống gia cầm khỏe mạnh, đảm bảo về chất lượng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Toàn xã có khoảng 50 hộ chăn nuôi gia cầm ở quy mô trang trại và gia trại với tổng đàn lên tới 300.000 con gà bố mẹ, chủ yếu là gà giống gà đông tảo và gà ba máu, trong đó có tới 30 hộ có lò ấp, tập trung nhiều tại thôn Quá Nhiêu 2 và thôn Đông Hòa. Mưa lũ tháng 9 vừa qua đã làm ngập một số chuồng gà, thiệt hại khoảng 20.000 con. Song ngay sau đó, các hộ chăn nuôi đã khắc phục chuồng trại, chủ động phòng ngừa dịch bệnh và ổn định tình hình chăn nuôi trở lại. Xã đã trích kinh phí mua hóa chất phun đường làng ngõ xóm và hộ chăn nuôi. Trước khi phun thì cũng đã tuyên truyền cho các hộ dọn vệ sinh chuồng trại, sau đó rác vôi bột và phun thuốc khử trùng. Hiện tại thì cũng đã đảm bảo cung cấp giống trở lại như trước. Nhiều trại giống đã chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, đầu tư công nghệ cao với quy trình tiên tiến, khép kín đồng bộ. Hàng tháng, mỗi hộ cung cấp ra thị trường từ 2 đến 8 vạn con gà con cho các địa phương trong và ngoài tỉnh, với giá dao động từ 6.500 đến 15.000 đồng một con, tùy từng thời điểm. Thưa quý vị và các bạn, để tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực của nhà nước để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, trên địa bàn tỉnh, đổi mới phương pháp, cách làm theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, bao gồm nguồn lực được hỗ trợ từ trung ương, địa phương, nguồn lực huy động, giúp đỡ từ cộng đồng xã hội và sự nỗ lực cố gắng đóng góp từ chính các đối tượng được hỗ trợ và người thân của họ để quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, trên địa bàn tỉnh không có người dân, hộ gia đình còn ở nhà tạm, nhà dột nát. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Đại An tại thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh. Dự án khu đô thị Đại An rộng gần 300 ha thuộc 3 xã thị trấn, xã Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, trong đó có gần 4 ha đất thuộc địa bàn thị trấn Như Quỳnh trong diện phải thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng. Đến nay, phần lớn các hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, còn lại 18 hộ gia đình với diện tích gần 7.000 m2, tương ứng với 34 thửa đất chưa đồng ý bàn giao đất, gây khó khăn cho việc triển khai dự án. Ngay trước thời điểm tiến hành cưỡng chế đã có 12 trên 18 hộ bàn giao đất nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.